cứ năm con giáp nào thì khách hay đi tìm mua ở trong những con giáp đấy, thì tất cả nhà vườn để đáp ứng theo nhu cầu của khách, cũng như là chuột vàng, hoặc là năm ngoái thì bị chó vàng, lợn vàng, nhưng đến năm nay là chuột vàng cọng quất du xuân. Chuột thì nó nhiều cái mẫu bình, có những cái mẫu mà miệng nó to thì mọi nhà chỉ cần chuẩn bị một năm thôi, nhưng cái mẫu bình mà cái miệng nó bé như mình thì mình chuẩn bị 2 năm rồi, mình trồng từ cái cây bé và xong rồi nuôi nó ra có tay có răm thì mình mới bẻ thế ra được. Thì nó mất 2 năm thì nó rất nhiều công sức. Nhà mình trồng 100 con chuột thì bán được 80 con, còn 20 con nữa. Nhưng theo như năm nay thế là không đủ số lượng để cho khách chơi. Tết năm nay, Tết Nguyên Đán năm nay thì nhà vườn đã chuẩn bị cái mẫu quất chuột cọng quất đấy thì là khoảng tầm 300 cây để cho ra thị trường. Thì cái mẫu quất trồng trên chậu này thì là nó sẽ mất nhiều cái công chăm sóc hơn, bởi vì là cái đất của nó có giới hạn, cho nên là phải được chăm sóc hàng ngày. Nó không giống như là cái cây quất mà mình trồng ở dưới đất. Cái mẫu chuột vàng cọng quất này thường là sẽ không đủ để cung cấp cho thị trường, bởi vì là cái nhu cầu rất là lớn.